Hà Thương xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tin tức tổng hợp được cập nhật liên tục trên Knews 24 giờ. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: nữ thần Nancy của Momoland bị chụp lén trong phòng thay đồ, ảnh phát tán trong nhóm kín 500 người dùng. Hot lại khoảnh khắc hai nữ thần Jisoo Blackpink và Irene của Red Velvet cùng chung khung hình, K-net trở mặt 180 độ gay gắt. ITZY bị nghi ngờ cướp giải Bonsan của Golden Dick Awards khiến trang Mo phải viết thông điệp ngầm diss JYP gian lận. GOT7 có sân khấu cuối cùng trong sự nghiệp tại Grammy Hàn Quốc 2021, fan nghẹn ngào đây chưa phải kết thúc. Và sau đây là nội dung chi tiết. Nữ thần Nancy của Momoland bị chụp lén trong phòng thay đồ, ảnh phát tán trong nhóm kín 500 người dùng. Vấn nạn quay lén chụp phụ nữ luôn là một vấn đề nhức nhối trong xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể thành nạn nhân tại bất kỳ thời điểm nào. Trước đây, thông tin Bomi của Apink và Shin Se-kyung từng bị quay lén khiến netizen xôn xao suốt một thời gian dài. Mới đây, Nancy của Momoland bất ngờ thành nạn nhân mới của vấn nạn trên. Nhiều giờ qua, cộng đồng fan của Nancy xôn xao trước thông tin loạt ảnh chụp lén Nancy trong phòng thay đồ ở hậu trường bị chia sẻ trong một nhóm có hơn 500 thành viên. Một số thông tin cho rằng người chụp này là một nhân viên trong hậu trường. Ngay khi phát hiện, người hâm mộ đã nhanh chóng gửi mail về công ty quản lý và đẩy hashtag Our Rainbow Nancy để yêu cầu giải quyết vụ việc và bảo vệ nữ idol. Tuy nhiên, hiện tại phía công ty quản lý của nữ idol vẫn chưa lên tiếng, đồng thời chưa có biện pháp gì để ngăn chặn vụ việc và bảo vệ Nancy. Hot lại khoảnh khắc hai nữ thần Jisoo Blackpink và Irene của Red Velvet cùng chung khung hình, K-net trở mặt 180 độ gay gắt. Trước nay, Jisoo Blackpink và Irene của Red Velvet luôn được xem là hai mỹ nhân sở hữu nhan sắc hàng đầu K-pop. Mỗi khi xuất hiện chung khung hình, hai nữ idol đều trở thành chủ đề nóng, thu hút được dư luận trên các diễn đàn. Mới đây, khoảnh khắc hai cô nàng chạm mặt nhau trong show âm nhạc, bỗng dưng được K-net đào lại. Trong ảnh, Irene được trang điểm kỹ càng, trong khi đó thì Jisoo có phần nhẹ nhàng hơn vì trang điểm tông trong trẻo. Vào năm 2017, bức ảnh này đã gây ra một cuộc tranh cãi dữ dội và được K-net khen ngợi nhiều hơn chính là Irene. Nữ thần nhan sắc nhà SM được nhận xét là xinh đẹp, có khí chất và sang chảnh hơn hẳn visual của Blackpink. Thế nhưng sau scandal lớn tiếng với stylist, thái độ của netizen Hàn lại thay đổi 180 độ. Hầu hết K-net đều khen ngợi sự thân thiện và hòa đồng của Jisoo, khác một trời một vực với thái độ của Irene. K-net để lại những bình luận như: tại sao lại so sánh cách trang điểm nhẹ nhàng của MC với ca sĩ sắp lên sân khấu trình diễn chứ? Từ đợt scandal nổ ra, mình từ thích quay sang ghét Irene luôn, nhưng mà nhan sắc của Irene thì đúng là không thể chê được. Hồi trước thì tôi bảo Irene đẹp hơn, nhưng bây giờ không còn thiện cảm nữa nên sửa lại. Thấy Jisoo xinh xắn mà có vẻ tính cách còn lương thiện nữa. Mặt Jisoo có nét hơn rất nhiều, Jisoo hợp với nhiều kiểu trang điểm. Irene và Jisoo đều là những visual hàng đầu của K-pop thế hệ Gen 3. Nếu như Jisoo được biết đến với vẻ đẹp nhẹ nhàng trong trẻo, thì Irene lại sắc sảo và lạnh lùng hơn. Nhiều fan kêu gọi rằng mỗi cô gái đẹp theo một phong cách khác nhau, nên việc so sánh là không cần thiết. ITZY bị nghi ngờ cướp giải Bonsan Golden Dick Awards khiến trang Mo phải viết thông điệp ngầm diss JYP gian lận. Lễ trao giải Golden Dick Award lần thứ 35 đã diễn ra vào 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 1 với những giải thưởng cao nhất đã được công bố. Vào ngày mùng 9 tháng 1 là phần trao giải cho các hạng mục liên quan đến nhạc số, trong khi đó hôm mùng 10 tháng 1 là phần trao giải cho các hạng mục liên quan đến album. Nhìn chung các giải thưởng trong năm nay tại GDA đều được cho là xứng đáng, ngoại trừ duy nhất một giải thưởng đang gây tranh cãi lớn đối với K-net và cả fan K-pop quốc tế từ hôm qua đến nay. Đó chính là giải Best Digital Song, Bonsan dành cho ITZY với ca khúc Wannabe. Nhiều netizen tranh cãi rằng số 10 nghệ sĩ được trao giải Bonsan Digital của GDA, ITZY là nghệ sĩ duy nhất không xứng đáng. Thay vào đó, giải Bonsan này lẽ ra phải thuộc về nam rapper Trang Mo với bản hit Meteor. Cụ thể, giải Bonsan Digital được trao dựa trên tiêu chí 60% thành tích của bài hát và 40% điểm của ban giám khảo. Dưới đây là bảng ước tính thành tích của những ca khúc có khả năng đạt Bonsan theo trang cộng đồng của Hàn Quốc TC Insight. Theo đó, đúng như kết quả, đứng đầu đề sang thuộc về Blooming của IU. Những giải thưởng Bonsan còn lại được cho là rất hợp lý. Tuy nhiên, trường hợp gây khó hiểu nhất chính là Meteor của Trang Mo đạt đến 55,20 điểm thành tích digital, lại không nhận được giải Bonsan nào. Trong khi đó, Wannabe của ITZY đứng tận 20 với 19,57 điểm thành tích digital. DC Insight nhấn mạnh, theo tính toán, Trang Mo chỉ có thể vượt Bonsan nếu như thật sự nhận 0 điểm từ ban giám khảo của GDA.
Tuy nhiên nếu vậy, ITZY phải cần ít nhất 35,64 điểm từ hội đồng ban giám khảo GDA mới giành được giải Bon Sang. DC Insight tiếp tục phân tích, việc ITZY nhận được đến 35,64 điểm từ hội đồng GDA là điều gần như vô lý. Theo đó, báo chí Hàn Quốc đăng tải nhiều tin tức cho thấy rằng BTS mới là nghệ sĩ nhận được điểm cao nhất từ hội đồng GDA cho hạng mục Bon Sang này, và điểm của nhóm cũng chỉ ở mức 34,74 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc ITZY không thể có được số điểm cao như vậy để vượt qua Changmo. Như vậy, mọi bằng chứng đều cho thấy rằng không có lý do gì mà Changmo lại trượt giải Bon Sang với Meteor, dù ca khúc Wannabe của ITZY có điểm thấp hơn rất nhiều. Từ những vấn đề này, một cuộc tranh cãi lớn nổ ra trên khắp diễn đàn mạng Hàn Quốc về việc Changmo bị ITZY cướp giải và đặt ra nghi vấn rằng có phải JYP đã gian lận để giúp nhóm nhạc nữ này có Bon Sang hay không. Dường như những tranh cãi này cũng đã đến tai Changmo, nam rapper sau đó đã update Instagram story của mình bằng một thông điệp đầy ẩn ý. Tôi đến từ một thị trấn nhỏ bé và không có sự chống lưng hay tiền bạc, nhưng vẫn có thể viết nên lịch sử. Đã trở thành nghệ sĩ xuất sắc nhất ở Hàn Quốc. Thông điệp này của nam rapper được cho là sự diss ngầm đến một nghệ sĩ vì được chống lưng nên mới có được giải thưởng. Story này được đăng tải vào thời điểm gây tranh cãi Bon Sang của ITZY nổ ra, nên Knet cho rằng Changmo đang ám chỉ đến sự gian lận của JYP. Một số bình luận của Knet như sau. Đây là Grammy Hàn Quốc ư? Nhìn vào điểm thì thật sự nếu không gian lận thì không thể nào ITZY thắng được Bon Sang. Cái gì? Meteor không nhận được Bon Sang luôn hả? JYP có quá nhiều quyền lực. GOT7 có sân khấu cuối cùng trong sự nghiệp tại Grammy Hàn Quốc 2021. Fan nghẹn ngào, đây chưa phải là kết thúc. Như đã thông báo trước đó, vào chiều ngày 10 tháng 1 năm 2021, GOT7 đã có sân khấu trình diễn tại Golden Disc Awards 2021. Đây cũng được cho là sân khấu cuối cùng của 7 chàng trai GOT7 trước khi chính thức kết thúc hợp đồng với JYP. Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin việc các thành viên của GOT7 từ chối ký tiếp hợp đồng, đồng nghĩa với việc nhóm sẽ chính thức kết thúc hành trình 7 năm cùng với JYP tại đây. Đến với Golden Disc Awards 2021, GOT7 mang tới hai ca khúc là Not By The Moon và Bread. Đây cũng là hai sản phẩm gần nhất của GOT7 trước khi chính thức kết thúc hợp đồng với JYP. Ngay từ sáng ngày 10 tháng 1 năm 2021, khi thông tin kết thúc hợp đồng của GOT7 nổ ra, người hâm mộ đã bất ngờ đón chờ màn trình diễn này, bởi rất có thể đây sẽ là lần cuối cùng họ được thấy GOT7 trình diễn với đội hình đầy đủ cả 7 thành viên. Tại lễ trao giải ngày hôm qua, các chàng trai của GOT7 đã đem về cho mình giải thưởng Bon Sang cho album của năm. Tuy không nhận được nhiều giải thưởng tại các lễ trao giải âm nhạc cuối năm, nhưng việc GOT7 giành được chiếc cúp tại Golden Disc Awards 2020 là một giải thưởng tinh thần rất có ý nghĩa với các chàng trai tại thời điểm này. Chia sẻ tại lễ trao giải, trưởng nhóm JB cho biết, chúng tôi nghĩ rằng có được giải thưởng này tất cả là nhờ vào fan. Năm 2021, chúng tôi sẽ nỗ lực hơn để đem tới hình ảnh mới hơn nữa dành cho các bạn. Giây phút chia ly chắc chắn sẽ để lại rất nhiều tiếc nuối, mặc dù đây là cái kết đã được rất nhiều người hâm mộ dự đoán từ trước, thậm chí còn cho rằng việc GOT7 rời đi là hoàn toàn đúng đắn, nhưng đứng trước sân khấu cuối cùng của cả nhóm với đội hình đầy đủ cả 7 người, không ít người đã tỏ ra xúc động. Cư dân mạng để lại những bình luận như lúc nhận giải cũng liên tục cảm ơn các fan rất nhiều, như Mark đã nói, 2021 sẽ là một khởi đầu mới, mong tất cả mọi người đều thành công trên con đường của họ. Ngay từ đầu phần trình diễn đã không kìm được nước mắt rồi. Sang đến ca khúc thứ hai thì tất cả mọi người cười tươi thì khóc càng to hơn. Khóc vì cảm động, tình cảm của các anh dành cho fan, khóc vì thương các anh cuối cùng cũng được tự do. Đây không phải kết thúc, tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi tin tức tổng hợp cuối ngày của Knews 24h. Đừng quên chia sẻ video và đăng ký kênh để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày cùng với Knews 24h nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!